Tường Quang Biên Tơ, Nguyễn Trường và Đoàn Trọng xin thân ái gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua Cà Phê Sáng. Good morning anh Nguyễn Trường, sao ngày hôm qua vui vẻ với một ngày là lễ ở nhà không? À, thưa với quý vị, xin chào anh Đoàn Trọng, chào quý vị khán thính giả trong chương trình Cà Phê Sáng vào sáng thứ ba ngày hôm nay. Ngày hôm nay thứ ba 26 tháng 5 năm 2015 và cũng là mùng 9 tháng 4 âm lịch. Thời tiết cho miền Nam California vẫn là một ngày trời rất tốt đẹp. Tuy nhiên, nếu mà giờ phút này quý vị lái xe đi làm hoặc là quý vị lái xe đi công chuyện đó thì thấy ở ngoài trời hơi thôi, có mưa lâm râm nhưng mà chỉ là mưa hạt rất nhẹ như là sương vậy đó thôi với quý vị, nhưng cũng đủ làm ướt xe. Thì ngày hôm nay nhiệt độ cao trong ngày đó thì khoảng 72-73 độ, nhiệt độ thấp vào ban đêm là 57 độ và hiện tại giờ phút này là 61 độ ở thành phố Westminster. Ngày hôm nay tương đối là cũng là một ngày mát mẻ và dễ chịu trước khi chúng ta đi tới cơn nóng vào cuối tuần này. Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thì có thể lên tới con số 80 độ. Kính thưa quý vị, hôm qua trên 38 triệu người dân Hoa Kỳ đã sử dụng những ngày lễ cuối tuần dài để tổ chức những chuyến đi chơi, đi thăm viếng, cùng đồng thời có ảnh hưởng đến ngày lễ gọi là lễ tưởng niệm chiến sĩ Trần Vong. Trong lúc đó, tại thành phố New York, có một số người đã hoảng hốt khi nhìn hai thấy chiếc F-15 của không quân Hoa Kỳ đã hộ tống chiếc máy bay Airbus của hãng hàng không Air France đến từ Pháp. Và trong đó thì người ta gửi lên một cái tín hiệu đối với hành đoàn, trong đó có ai bị bệnh hay không. Vì hành đoàn nói chúng tôi không có gì, chúng tôi vẫn bình yên. Thế quý vị có thấy có chuyện gì lộn xộn ở trong phía đó? Trong lúc đó thì không một ai trong chiếc máy bay biết những chuyện gì đã xảy ra. Tất cả các nhân viên cơ phi cũng giống như là trưởng phi hành vẫn tiếp tục và họ đã hộ tống chiếc máy bay đáp xuống phi trường của New York, Kennedy, New York. Và sau đó thì họ đã giữ chiếc máy bay lại và những cái cuộc khám xét tiếp tục ra ở trong đó. Và điều đó cho thấy đã 10 lần tất cả những cái cuộc đe dọa vào ngày In Memorial Day đến những cái đặt bom, đặt những chất nổ khủng bố đã đến với Hoa Kỳ và không quân Hoa Kỳ đã lo nhiệm vụ hộ tống tất cả những máy bay đến và đến bây giờ thì chưa có một cái sự kiện gì xảy ra, thưa anh Trường. Dạ vâng, thưa quý vị, ngày hôm qua là một ngày bận rộn đối với lại cơ quan hàng không của Hoa Kỳ, là tại vì khi mà họ nhận được những cái tin nhắn, những cái dấu hiệu cho thấy là có sự đe dọa về vấn đề hàng không, có nghĩa là có những tin nhắn về khủng bố đe dọa một số những chiếc máy bay bay tới Hoa Kỳ. Thì ngày hôm qua điển hình là chiếc máy bay Air France từ Pháp mà bay qua bên tiểu bang Washington và New York, thưa quý vị, họ đã bị đe dọa và không quân của Hoa Kỳ, máy bay chiến đấu cơ Hoa Kỳ F-15 đã bay lên để hộ tống chiếc máy bay đó đáp xuống an toàn. Tuy nhiên sau khi đáp xuống thì chiếc máy bay Air France đó đã bị giữ lại ở ngoài đường băng cho đến khi họ khám xét xong. Mọi người trên máy bay đều không biết chuyện gì đã xảy ra, thưa anh. Đó. Tất cả các nhân viên, cả lẫn cả phi hành đoàn, họ cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng đây là một theo những cái nguồn tin từ cái sở FBI của đặt ở tiểu bang Maryland cho biết rằng là đã có những cái lời đe dọa trực tiếp đến với tất cả các chuyến bay từ ngoại quốc rồi vào. Trong lúc đó thì vào sau đó một thời khoảng khoảng 2 tiếng đồng hồ thì cũng tại phi trường Newark của New Jersey, một chiếc máy bay mang bảng hiệu là United Fly của hãng United Airlines mang bảng hiệu là 63 cất cánh từ thành phố Madrid đến New Jersey cũng đã tương tự như chiếc của Airbus của Air France. Dạ vâng. Như vậy ngày hôm qua, ngày hôm nay đó thì thưa quý vị, cơ quan FBI bắt đầu nhúng tay vô làm việc. Họ nói rằng là không có cái sự tin tưởng cho lắm về những lời đe dọa trên, nhưng mà họ vẫn đối đãi với tất cả những lời đe dọa như là có thật vậy để họ bảo đảm an toàn tính mạng cho mọi người. Vì thế ngày hôm nay FBI bắt đầu điều tra coi là những cái nguồn tin đe dọa khủng bố đó đến từ đâu. Và đó là cái câu chuyện của ngày hôm qua. Một số những người dân của ngày hôm qua thì chúng tôi được biết là vẫn có những cái chương trình barbecue ở nhà hoặc là những chương trình đi coi phim, đi shopping vân vân cho ngày lễ Memorial Day. Nhiều người cũng không biết tới là ngày hôm qua đã có những cái sự lộn xộn về vấn đề hàng không ngày hôm qua. Vâng, và kính thưa quý vị, thời tiết khí hậu thì có thể nói rất tệ hại tại Texas cũng giống như ở tiểu bang Oklahoma. Một số em học sinh đang đi dự cái lễ hội là lễ prom đi về thì một em trên đường lái xe đã bị chết em. Và trong đó thì hiện nay bây giờ đã có 6 người bị ảnh hưởng trong cái vấn đề là lụt. Ở thành phố Houston thì chắc quý vị thể khó có thể tưởng tượng được, từ 5 in đến 8 in là nước đã tràn ngập đến thành phố Houston. Đây là một trong những cái dấu hiệu cho thấy thời tiết vẫn có vẻ rất là tệ hại tại hai tiểu bang Oklahoma và Texas. Vâng, tin cho hay là có ít nhất là 6 người đã tử thương và 12 người đã mất tích trong cái vấn đề nước lụt
tăng cao lên tại tiểu bang Oklahoma và Texas chỉ vì vấn đề mưa kéo dài vài ngày. Và đó là cái tình trạng thời tiết tại hai tiểu bang này. Mặc dù là chúng ta ở đây California vẫn là thiếu nước, nhưng mà những tiểu bang khác thì mưa lớn và kéo dài đó làm cho tình trạng lụt lội xảy ra. Và cũng nhắc với quý vị là tình trạng thời tiết ở đây khắp nơi trên thế giới đó thì cũng có những cái sự đáng chú ý. Đó là tại Ấn Độ nha quý vị, ít nhất là 500 người chết vì nắng nóng ở Ấn Độ khi nhiệt độ một số nơi đã lên tới trên 48 độ C. 48 độ C và cho một số người đã không có chịu đựng nổi với cái nóng đã qua đời. Và hiện nay đó thì cơn nóng tại Ấn Độ vẫn tiếp tục trong những ngày sắp tới. Vì thế chúng ta cũng nên chú ý để ý tới những cái vấn đề mà thời tiết từ khắp các nơi. Kính thưa quý vị, trong lúc ông Bộ trưởng Quốc phòng Caster của Hoa Kỳ tuyên bố rằng những người lính của Iraq họ không muốn chiến đấu nữa, thì lúc đó gặp một cái sự phản kháng rất mạnh liệt từ phía chính phủ của Iraq, đặc biệt là qua lời thủ tướng của Iraq. Hôm nay thì dân quân cũng giống như lực lượng Sinai của Iraq đã bắt đầu chuẩn bị có những cuộc tổng phản công mạnh mẽ để chiếm lại hai thành phố mà họ đã mất, mà hai thành phố dự định họ sẽ chiếm lại, đó là thành phố Anbar và thành phố Salah al-Din. Tất cả những khuyến quân của Hồi giáo đang trấn giữ hai thành phố này. Và liệu cái cuộc tổng công kích của Iraq có mang lại cái kết quả như họ mong muốn hay không? Vâng, mặc dù là trong những ngày vừa qua chúng ta thì nói tới là khi ông Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ nói rằng là quân đội của Iraq lại không muốn đánh chiếm, không muốn giữ những cái thành phố của mình để cho quân nhà nước Hồi giáo chiếm lấy những thành phố quan trọng của Iraq, thì ngày hôm nay thì họ bắt đầu, chính quyền bắt đầu Iraq đã bắt đầu là đưa quân ra để mà lấn chiếm lại hai thành phố tương đối cũng quan trọng khác của Iraq đã bị nhà nước Hồi giáo tịch thu. Và cái công chuyện đầu tiên, cái mục đích đầu tiên của họ đó là cắt đi cái đường dây tiếp viện giữa nhà nước Hồi giáo và cái nơi mà họ tiếp tế lương thực cho chủ nhà nước Hồi giáo. Và vì thế mà ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy có hai thành phố đang chuẩn bị lấy lại từ phía nhà nước Hồi giáo. Vâng, theo tất cả các tin của Bộ Hành quân Chiến lược của Iraq thì họ cho biết rằng thành phố Salah al-Din là một trong những thành phố khởi điểm chiến lược đầu tiên mà họ phải chiếm giữ. Trong cái mục đích như anh Nguyễn Trường vừa trình bày với quý vị là nhằm cắt đứt tất cả những hệ thống tiếp liệu và hệ thống tiếp vận đến cho những dân quân của phiến quân Hồi giáo đang trốn đóng tại thành phố Anbar. Và tại thành phố Anbar thì lực lượng sẽ hành quân sẽ mở ra một cái cuộc chiến dịch để làm sao họ chiếm được đến Kana. Và ở Kana thì họ trước khi đó thì họ phải chiếm được phía đông, phía bắc đông bắc của thành phố Fallujah, và chung quanh đó là tất cả những cái thị trấn nằm chung quanh để chiến lược để giữ lại cái thành phố Jamadi trước khi họ đi tổ chức một cái cuộc tổng công kích lớn lao vào thành phố chủ chốt của phiến quân Hồi giáo đang chiếm đóng là thành phố Jamadi. Tất cả những phiến quân Hồi giáo bây giờ họ cũng thề rằng họ sẽ chiếm giữ cho bằng được thành phố Jamadi, và họ đã được chiếm giữ từ hôm 17 tháng 5 đến bây giờ. Liệu chiến dịch tái chiếm Jamadi có được đạt như ý muốn như lời chúng tôi đã trình bày hồi nãy? Tuy nhiên bên cạnh đó thì phía Hoa Kỳ sẽ đang chờ xem những chuyện gì đang xảy ra tại Trung Đông mà thưa anh. Và thưa quý vị, một trong những cái bản tin ngày hôm nay nữa để gửi đến quý vị đó là Thượng nghị sĩ John McCain và ông Jack Reed, cũng là một thượng nghị sĩ nữa, sẽ lên đường đến Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh giữa các nước Đông Nam Á, gọi là hội nghị thượng đỉnh ở Singapore, và đồng thời ghé thăm Việt Nam bàn về những kế hoạch an ninh, quân sự và kinh tế đối với là một số những nước ở khu vực Đông Nam Á. Và chúng tôi sẽ được quay trở lại ngay sau một vài thông tin thương mại và nói về cái tin mà thượng nghị sĩ John McCain đến Việt Nam như thế nào. Mà mời quý vị vẫn giữ làn sóng, vẫn giữ băng tần 57.7 của Little Saigon TV.